Thưa quý vị, liên quan đến việc một quân nhân gây tai nạn khiến nữ sinh tử vong, ngày 11 tháng 4, Tòa án quân sự quân khu 5 tại thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với Hoàng Văn Minh, 38 tuổi, cựu thiếu tá thuộc Trung đoàn 937 về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ. Theo cáo trạng, sáng ngày 28 tháng 6 năm 2022, ông Minh lái ô tô 7 chỗ chở một số người trong gia đình, trong đó có bà Huỳnh Thị Kim Hằng, vợ ông Minh, và ông Phạm Văn Võ, chồng người di ruột của ông Minh, đi trên đường 16 tháng 4, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Trong khi lưu thông, xe ông Minh đã tông vào xe máy chạy cùng chiều của em Hồ Hoàng Anh, 18 tuổi, đang trên đường đi lấy giấy báo thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Cú va mạnh khiến nữ sinh bị hất văng vào cột điện tử vong. Xuống xe kiểm tra, ông Minh thấy nữ sinh bị thương liền đưa đi cấp cứu. Đáng nói là sau đó ông Minh nhờ ông Võ nhận giúp là người lái xe. Làm việc với cơ quan công an, ông Võ nhận là người lái ô tô gây tai nạn và có bà Huỳnh Thị Kim Hằng xác nhận điều này. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định ông Minh mới là người lái xe gây tai nạn. Sau khi vào cuộc, cơ quan chức năng xác định Hoàng Văn Minh trong khi điều khiển ô tô đã sử dụng điện thoại, thiếu tập trung quan sát, không đảm bảo an toàn trong quá trình chuyển hướng để xảy ra va chạm với xe máy của cháu Hoàng Anh khiến nạn nhân tử vong. Còn ông Võ và bà Hằng khai báo gian dối. Tháng 12 năm 2023, Tòa án quân sự khu vực 2 quân khu 5 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đưa vụ án ra xét xử. Bản án sơ thẩm tuyên phạt Hoàng Văn Minh 14 tháng tù, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 254 triệu đồng. Sau đó, bị cáo Hoàng Văn Minh có đơn kháng cáo, trong đó có nội dung xin giảm án và xin hưởng án treo. Đại diện của bị hại cũng có đơn kháng cáo, cho rằng bản án sơ thẩm đánh giá không đúng tính chất mức độ hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo, chưa mang tính chất răn đe. Bên cạnh đó, mức bồi thường thiệt hại dân sự không phù hợp. Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 11 tháng 4, bị cáo Minh có đơn trình bày, xin được thỏa thuận dân sự. Hội đồng xét xử đã công bố nội dung đơn, đồng thời tạo điều kiện để hai bên thỏa thuận. Tuy nhiên, phía bị hại không chấp nhận. Bị cáo Minh bày tỏ sự ăn năn hối hận, thừa nhận lỗi chính gây ra vụ tai nạn là do bản thân bất cẩn, thiếu quan sát. Bị cáo nhiều lần cúi đầu xin lỗi gia đình bị hại. Phía đại diện gia đình bị hại vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo, đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Minh, tăng số tiền bồi thường. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử xét thấy, tại phiên tòa hôm nay, bị cáo không cung cấp thêm được tài liệu chứng cứ nào mới. Do đó, không có cơ sở để xem xét áp dụng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Mức án mà cấp sơ thẩm tuyên là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Vì vậy, hội đồng xét xử bác đơn kháng cáo của bị cáo, tuyên giữ nguyên mức hình phạt 14 tháng tù. Đồng thời, hội đồng xét xử tuyên bác kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo của đại diện bị hại, sửa một phần nội dung bản án sơ thẩm, tăng mức bồi thường cho đại diện bị hại với số tiền 306 triệu đồng. Theo cáo trạng bổ sung của Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 2, Quân chủng Phòng không Không quân, quá trình điều tra, bổ sung, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 căn cứ điểm A, khoản 2, điều 29, Bộ luật hình sự, miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Phạm Văn Võ, 50 tuổi, chú cựu thiếu tá Hoàng Văn Minh và bà Huỳnh Thị Kim Hằng, 30 tuổi, vợ cựu thiếu tá Minh. Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 cũng quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với tội khai báo gian dối, quyết định đình chỉ điều tra bị can, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn với Võ và Hằng. Nội dung cáo trạng nêu, hành vi của Phạm Văn Võ và Huỳnh Thị Kim Hằng đã cấu thành tội khai báo gian dối theo quy định tại khoản 1, điều 382 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, tội mà các bị can phạm phải là tội ít nghiêm trọng, phạm tội lần đầu đều có nhân thần tốt. Trong quá trình giải quyết vụ án, việc khai báo gian dối của hai bị can Võ và Hằng chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn. Sau đó, cả hai đã nhận thức được sai phạm, luôn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 2 cho rằng, việc giải quyết vụ án vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đến nay bảo đảm khách quan, toàn diện, đầy đủ. Vì vậy, việc đình chỉ điều tra vụ án đối với tội khai báo gian dối, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Phạm Văn Võ, bà Huỳnh Thị Kim Hằng của cơ quan điều tra là có căn cứ, đúng pháp luật. Qua đó, Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 2 đã lập tức bổ sung cáo trạng. Tại phiên tòa sắp tới, bà Hằng tham gia với tư cách là người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan. Ông Võ tham gia với tư cách là người làm chứng. Như đã thông tin, ngày 28 tháng 11, gia đình nữ sinh lớp 12 bị tông tử vong ở tỉnh Ninh Thuận cho biết đã nhận được giấy triệu tập đưa vụ án ra xét xử bị cáo Hoàng Văn Minh, sinh năm 1987, ở tỉnh Ninh Thuận, cựu thiếu tá thuộc Trung đoàn 937, sư đoàn 370, về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ.
Phiên tòa sẽ diễn ra lúc 7:30 ngày 5 tháng 12 tại Tòa án Quân sự khu vực 2, Quân khu 5, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, theo cáo trạng bổ sung mới nhất. Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ ngày 28 tháng 6 năm 2022, Hoàng Văn Minh lái xe ô tô 7 chỗ chở nhiều người trong gia đình, trong đó có Hằng và Võ, trên đường 16/4, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Ô tô sau đó tông xe máy của em Hồ Hoàng Anh, sinh năm 2004, đi lấy giấy báo thi tốt nghiệp trung học phổ thông chạy cùng chiều. Nữ sinh bị hất văng vào trụ điện, tử vong tại chỗ. Minh cùng vợ xuống kiểm tra, thấy nữ sinh bị thương nặng nên bảo người nhà đứng đợi để đưa nạn nhân đi cấp cứu. Do lo sợ ảnh hưởng xấu đến bản thân và đơn vị, Minh nhờ Võ nhận là người lái xe. Làm việc với cơ quan công an, Võ nhận là người lái xe ô tô gây tai nạn. Hằng cũng xác nhận điều này. Tuy nhiên, quá trình điều tra vụ án, cơ quan chức năng xác định vợ chồng Hằng khai báo gian dối, Minh mới là người lái xe gây tai nạn. Sau khi vào cuộc, cơ quan chức năng xác định Minh trong khi điều khiển ô tô đã sử dụng điện thoại, thiếu tập trung quan sát, không bảo đảm an toàn trong quá trình chuyển hướng để xảy ra va chạm với xe máy của cháu Hoàng Anh khiến nạn nhân tử vong. Còn Võ và Hằng biết rõ Minh là người lái nhưng đã khai báo gian dối. Theo thông tin trước đó, cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 đề nghị truy tố thiếu tá Hoàng Văn Minh, người trực tiếp lái xe tông tử vong nữ sinh lớp 12 ở Ninh Thuận theo khoản 1 điều 260 Bộ luật hình sự. Liệu rằng vụ án áp dụng điều khoản này thì cựu quân nhân gây tai nạn sẽ phải đối diện với khung hình phạt như thế nào? Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không Không quân đã có kết luận điều tra vụ án hình sự liên quan đến vụ án nữ sinh lớp 12 bị cựu quân nhân tông tử vong ở thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Theo đó, cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 đã kết thúc điều tra vụ án hình sự, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cung cấp đề nghị truy tố Hoàng Văn Minh, 37 tuổi, cựu thiếu tá, cựu trợ lý tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, đóng tại thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông theo khoản 1, điều 260 Bộ luật hình sự. Trong vụ việc này, Huỳnh Thị Kim Hằng và Phạm Văn Võ bị đề nghị truy tố về tội khai báo gian dối, quy định tại khoản 1, điều 382 Bộ luật hình sự. Hằng là vợ của cựu thiếu tá Minh, còn ông Phạm Văn Võ là chú của Minh. Sáng ngày 28 tháng 6 năm 2022, ông Hoàng Văn Minh lái ô tô mang biển kiểm soát 85A hướng công viên biển Bình Sơn đi quảng trường 16 tháng 4. Khi rẽ phải vào ngân hàng, xe này va chạm với xe máy do em Hồ Hoàng Anh, 18 tuổi điều khiển. Sau va chạm, nữ sinh tử vong. Dưới góc độ pháp lý, luật gia Nguyễn Thị Quỳnh Thơ, văn phòng luật sư Interla cho biết, cựu thiếu tá Hoàng Văn Minh bị đề nghị truy tố về tội vi phạm các quy định về tham gia giao thông theo khoản 1, điều 260 Bộ luật hình sự. Trong khi đó, khoản 1, điều 260 quy định, người nào tham gia giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ thuộc một trong các trường hợp như làm tử vong một người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho hai người với tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe cho ba người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%, gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, sẽ bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng và cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Như vậy, trong vụ việc này, nếu cựu thiếu tá Hoàng Văn Minh bị truy tố theo khoản 1, điều 260 và bị chứng minh có tội, tùy tính chất mức độ mà có thể đối mặt với khung hình phạt nêu trên. Bình luận về tội danh, bà Thơ cho biết, tội vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, xâm phạm vào những quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Những quy định này được nêu tại các văn bản luật và các văn bản quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành. Cụ thể, theo Luật Giao thông Đường bộ 2008, hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ là không thực hiện đúng những quy định liên quan đến những quy tắc giao thông đường bộ với rất nhiều loại hành vi khác nhau. Ví dụ như không đi bên phải theo chiều đi của mình, không đi đúng làn đường, phần đường quy định, không phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, không chấp hành hiệu lệnh và chỉ dẫn của hệ thống báo hiệu đường bộ, hoặc không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, không tuân thủ quy định về tốc độ chạy xe trên đường, không giữ một khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước của xe của mình. Ngoài ra,
Theo vị luật gia, tội vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ được thực hiện dưới hình thức lỗi vô ý. Lỗi vô ý của người phạm tội thể hiện ở sự quá tự tin hoặc do cẩu thả cho rằng hậu quả đó không xảy ra hoặc có thể ngăn ngừa được.